cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu tại cuộc họp báo với các phóng viên hàng đầu từ các quốc gia BRICS, Tổng thống Vladimir Putin thông báo rằng số lượng các quốc gia tham gia BRICS đã tăng lên, với khoảng 30 quốc gia thể hiện sự quan tâm đến việc gia nhập hoặc hợp tác với BRICS. Tổng thống Nga lưu ý rằng BRICS hiện chiếm khoảng 45% dân số thế giới trong khi doanh thu thương mại và thị phần của nhóm trong nền kinh tế toàn cầu vẫn đang tăng đều đặn. Ông Putin nhấn mạnh rằng BRICS không giống các tổ chức khác, vì bản chất của BRICS khiến nhóm mang lại lợi ích trên phạm vi toàn cầu, chứ không chỉ cho những nước tham gia. Trong khi đó, Đài phát thanh Jovem Pan của Brazil dẫn lời cố vấn của Điện Kremlin về các vấn đề quốc tế Yuri Ushakov cho hay các thành viên của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đang nghiên cứu khả năng chấp nhận 15 quốc gia tham gia với tư cách đối tác. Cố vấn điện Kremlin giải thích rằng các nước đối tác sẽ được BRICS lựa chọn theo một số tiêu chí, chẳng hạn như sức ảnh hưởng trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Trong lúc danh sách các ứng viên tiềm năng vẫn chưa được tiết lộ, kênh tin tức ABP Live của Ấn Độ mới đây tung ra một thông tin gây chú ý. Theo thông tin độc quyền mà hãng tin này có được, New Delhi nhiều khả năng sẽ ủng hộ Pakistan, quốc gia được xem là kỳ phùng địch thủ của Ấn Độ trong khu vực gia nhập BRICS. ABP Live cho hay một trong những nội dung chính của hội nghị thượng đỉnh BRICS có thể là tín hiệu xanh mà Ấn Độ dành cho Pakistan đối với nỗ lực lâu nay của Islamabad nhằm gia nhập khối. ABP dẫn các nguồn tin chính thức cho biết New Delhi đã ủng hộ quá trình mở rộng BRICS bằng việc kết nạp thêm thành viên dựa trên cơ sở đồng thuận. Một nguồn tin nói, với các thành viên mới, BRICS sẽ nổi lên như một tiếng nói mạnh mẽ hơn của Nam toàn cầu. Ấn Độ ủng hộ quá trình hội nhập liên mạch của các thành viên mới vào các cơ chế hợp tác khác nhau của BRICS. Theo AP Live, Ấn Độ trước đó đã kịch liệt phản đối nỗ lực gia nhập BRICS của Pakistan kể từ khi Islamabad chính thức nộp đơn vào tháng 8 năm 2023. Cũng theo ABP Live, việc Ấn Độ thay đổi thái độ vào phút chót khi ủng hộ Pakistan gia nhập BRICS có thể xuất phát từ chuyến thăm mang tính bước ngoặt của ngoại trưởng Ấn Độ, Jay Shankar tới Islamabad để tham dự cuộc họp hội đồng các nguyên thủ quốc gia của tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO vừa qua. Trong khi đó, Nga ban đầu có vẻ thờ ơ với mong muốn của Pakistan, nhưng tới tháng 9 năm nay Phó Thủ tướng Nga Alexei Ovechak đã có chuyến thăm tới Pakistan và tuyên bố Moscow sẽ ủng hộ Islamabad gia nhập BRICS. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva thông báo hủy chuyến đi tới Nga để tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS sau khi ông bị ngã tại nhà. Báo cáo của Bệnh viện Sirio Libanes tại thủ đô Brasilia cho biết Tổng thống Lula bị ngã tại nhà, chấn thương ở phần sau đầu và xuất huyết não nhẹ ở vùng Thái Dương tình trạng của tổng thống cần được kiểm soát suốt tuần và tránh đi máy bay đường dài. Tuy vậy, ông ấy vẫn có thể thực hiện các nghĩa vụ hàng ngày. Truyền thông Brazil đưa tin, tổng thống Lula da Silva bị đập đầu sau khi ngã trong phòng tắm. Trang G1 đưa tin, ông phải không năm mũi sau sự việc trên. Văn phòng tổng thống Brazil xác nhận nhà lãnh đạo sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh bằng hình thức trực tuyến và sẽ tiếp tục công việc của mình tại thủ đô Brasilia trong tuần này. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về việc không tới tham dự hội nghị G20 tại Brazil. Ông Putin giải thích rằng ông không muốn làm gián đoạn hoạt động của sự kiện vì sự có mặt của mình. Khi được hãng thông tấn TASS hỏi rằng liệu động thái của ông Putin và ông Lula có liên quan đến nhau hay không, Điện Kremlin đã nhanh chóng bác bỏ. Phát nguồn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, không, ý nghĩ này thậm chí chưa từng xuất hiện trong đầu chúng tôi. Sự vắng mặt của ông Lula đánh dấu năm thứ hai liên tiếp Thượng đỉnh BRICS được tổ chức trực tiếp nhưng không có sự góp mặt của người đứng đầu một trong năm nước thành viên kỳ cựu Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Tại thượng đỉnh BRICS năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng dự từ xa vì một số phức tạp trong vấn đề hậu cần. Thượng đỉnh BRICS năm 2024 sẽ được tổ chức ở Nga từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 10. Đây là lần đầu tiên các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Ethiopia, Iran và Ai Cập tham dự thượng đỉnh với tư cách là thành viên chính thức của BRICS. Các nước này được kết nạp vào BRIC hôm mùng 1 tháng 1 năm 2024. BRIC được Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc thành lập năm 2006, sau đó Nam Phi gia nhập năm 2010. Khối này hướng tới mục tiêu tạo ra giải pháp thay thế cho các thể chế do phương Tây dẫn dắt như Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Tờ Bill đưa tin, một tổ chức phi chính phủ Mỹ vừa mô phỏng kịch bản Nga tấn công vùng Baltic vào năm 2027. Trong kịch bản này, lực lượng vũ trang Đức sẽ đóng vai trò chủ chốt bảo vệ sườn phía đông của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Mô phỏng cho thấy NATO cần 10 ngày để kích hoạt điều 5 về phòng thủ tập thể. Trong thời gian đó, quân đội các nước Baltic buộc phải rút lui, còn tiểu đoàn xe tăng Đức sẽ phản công. Kết quả mô phỏng dự đoán, lực lượng Đức sẽ đánh bại quân đội Nga, nhưng một phần lãnh thổ Litva sẽ bị tàn phá và bị lực lượng Nga chiếm đóng. Để tránh kịch bản xấu nhất, tổ chức này đề xuất NATO tăng chi tiêu quốc phòng lên 4% GDP và tăng cường hiện diện quân sự ở sườn đông của Liên minh và tăng tốc độ phản ứng với các tình huống khủng hoảng. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Đức cần phải sẵn sàng cho một cuộc xung đột với Nga vào năm 2029. Trong diễn biến liên quan, vào tháng 8 năm nay, Phó giáo sư Yevgeny Korenev chuyên gia tại Viện các vấn đề quốc tế đương đại, thuộc Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Nga cho biết: Tình hình an ninh ở vùng Baltic đang trở nên ngày càng căng thẳng khi các quốc gia ở khu vực này thực hiện các biện pháp quân sự để phản ứng với xung đột Nga-Ukraine. Chính quyền các nước vùng Baltic, bao gồm Litva, Latvia và Estonia, đang đẩy mạnh xây dựng các công trình phòng thủ để bảo vệ biên giới và củng cố khả năng phòng thủ khu vực của họ. Tuy nhiên, dự án xây dựng công sự ở vùng Baltic, dù đầy tham vọng, đang đối mặt với nhiều thách thức. Một hệ thống phòng thủ như vậy có thể gặp khó khăn trong việc tạo ra một hàng rào phòng thủ hiệu quả tương đương với các tuyến phòng thủ nổi tiếng như phòng tuyến Mannerheim ở Phần Lan. Nhưng công trình này có thể không đủ để ngăn chặn một cuộc tấn công quy mô lớn. Ngoài ra, dù các nước Baltic đang đầu tư mạnh mẽ vào phòng thủ khu vực, họ vẫn duy trì cam kết hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Estonia, Latvia và Litva tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev nhằm làm suy yếu Nga và duy trì tầm quan trọng của mình trong NATO. Chính phủ Estonia dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Kristen Michan đã cam kết phân bổ 0,25% GDP mỗi năm để hỗ trợ quân sự cho Ukraine cho đến năm 2027. Latvia cũng đang thúc đẩy tăng cường sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm cả các hệ thống phòng không. Nhưng việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine có thể gây áp lực lên ngân sách quốc phòng của các nước Baltic, làm dấy lên lo ngại về khả năng duy trì các dự án phòng thủ trong khu vực. Tóm lại, các nước Baltic dường như đang xây dựng công trình phòng thủ không chỉ để đáp ứng mối lo ngại hiện tại mà còn để củng cố sự ủng hộ và cam kết trong NATO. Sự gia tăng quân sự hóa ở vùng Baltic là một phần trong chiến lược phòng thủ rộng lớn hơn của NATO nhằm bảo vệ khu vực và duy trì sự ổn định trong khuôn khổ an ninh châu Âu. Vừa qua, khi được phóng viên hỏi về khả năng tới Brazil dự hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẽ không tham dự. Ông Putin cho hay Tôi có mối quan hệ rất thân thiết với Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, nhưng tại sao tôi phải từ đó để gây gián đoạn hoạt động thông thường của diễn đàn này? Tổng thống Nga nhấn mạnh lệnh bắt của tòa hình sự quốc tế ICC không phải nguyên nhân khiến ông đưa ra quyết định. Ông cho rằng rất dễ để đưa ra biện pháp nhằm tránh thực thi lệnh bắt. Ông cho hay Nga và Brazil có một mối quan hệ nồng ấm và tốt đẹp. Đối với lệnh bắt của ICC, chỉ cần một thỏa thuận liên chính phủ là giải quyết xong và không ai bị đặt vào thế khó thẩm quyền của ICC sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cho rằng nếu ông đến dự, mọi mối quan tâm sẽ tập trung vào ông và làm suy giảm chú ý đến các công việc của G20. Năm 2023, Tòa hình sự quốc tế ICC tại The Hague, Hà Lan đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Putin và Ủy viên về quyền trẻ em Maria Lvova Pelova với cáo buộc có thể liên quan tội ác chiến tranh. Nga, quốc gia không ký kết ICC, phủ nhận các cáo buộc này. Ukraine đã thúc giục Brazil bắt giữ nhà lãnh đạo Nga nếu ông đến nước này dự hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng tới. Theo hai quan chức chính phủ Brazil, nước này đã gửi cho Tổng thống Putin lời mời tham dự cuộc họp G20 ngày 18 đến ngày 19 tháng 11 tại Rio de Janeiro. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva năm ngoái khẳng định ông Putin sẽ không bị bắt theo lệnh của ICC nếu tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Rio de Janeiro. Ông nhấn mạnh Điều tôi có thể nói với mọi người là khi tôi làm Tổng thống Brazil, Tổng thống Nga sẽ không thể nào bị bắt nếu tới đất nước chúng tôi. Bất chấp lệnh bắt của ICC, Tổng thống Putin hồi tháng 9 vẫn tới thăm Mông Cổ. Ukraine lúc bấy giờ chỉ trích việc Mông Cổ, quốc gia thành viên ICC, không bắt ông là đòn dáng vào công lý quốc tế. Mexico, quốc gia thành viên ICC, cũng đã gửi lời mời ông Putin tới dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Claudia Sheinbaum vào ngày 1 tháng 10 và tuyên bố sẽ không thực hiện lệnh bắt. Năm ngoái, Nam Phi, nước thành viên ICC rơi vào tình thế tiền thoái lượng nan với kịch bản ông Putin có thể tới dự hội nghị BRICS, sau đó Moscow cử ngoại trưởng Sergei Lavrov tới dự hội nghị. Khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần, ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris đã đón sinh nhật 60 tuổi với chuyến thăm nhà thờ, trong khi đối thủ Donald Trump trải nghiệm công việc phục vụ tại một cửa hàng McDonald's. Theo Reuters, cả hai ứng viên đều đang nỗ lực kêu gọi sự ủng hộ ở những bang chiến trường. Ngày 20 tháng 10, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có cuộc tiếp xúc cử tri ở bang Georgia. Trong bài phát biểu trước hàng nghìn giáo dân tại nhà thờ Newburgh, Stonecrest, bà Harris nêu bật sự anh dũng của những người đã tham gia ứng phó với bão Helin. Cơn bão đã gây ra sự tàn phán nặng nề ở Florida hồi đầu tháng. Tuy nhiên, bà cũng chỉ ra sự tương phản trong bầu không khí chính trị hiện tại, dù không trực tiếp nhắc đến tên đối thủ Donald Trump. Cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ đã đón sinh nhật lần thứ 60 trong khi vận động tranh cử ở Jonesboro, bang Georgia. Tại nhà thờ Divine Faith Ministries, biểu tượng âm nhạc Steve Wonder đã biểu diễn ca khúc Higher Ground và Redemption Song trước đông đảo khán giả, trong đó có bà Harris. Trong khi đó, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã có động thái bất ngờ để lấy lòng cử tri khi đi phục vụ tại một quán đồ ăn nhanh của McDonald's ở bang Pennsylvania hôm 20 tháng 10. Ông Trump đã đứng ở quầy phục vụ thực khách qua cửa xe drive-thru, phong cách thường thấy tại các quán đồ ăn nhanh tại Mỹ. Trước sự chứng kiến của đông đảo phóng viên, ông Trump đã đeo tạp dề và được các nhân viên quán đồ ăn nhanh chỉ cách nhúng giỏ khoai tây chiên vào dầu, rắc muối lên khoai tây rồi cho vào gói giấy. Ông Trump, một người hâm mộ thức ăn nhanh nổi tiếng và là người sợ vi khuẩn, đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi ông không phải chạm vào khoai tây chiên bằng tay. Ông Trump nói với phóng viên AP, Thực ra cần phải có chuyên môn cao để làm đúng và làm nhanh. Động thái này của ông Trump diễn ra sau khi ứng cử viên đảng dân chủ Kamala Harris kể rằng bà từng làm việc tại chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh này khi còn là sinh viên. Điều mà ông Trump nói là chưa từng xảy ra. Việc ông Trump đến phục vụ ở quán đồ ăn nhanh đã thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ bên ngoài nhà hàng ở Festival Chevel, một phần của quận Bucks, một khu vực cử tri giao động quan trọng phía bắc Philadelphia. Sau khi phục vụ những túi đồ ăn mang về cho khách hàng, ông Trump nghiêng người ra ngoài cửa sổ, vẫn đeo tạp dề để trả lời các câu hỏi từ truyền thông. Cựu tổng thống Mỹ cho biết, ông sẽ tôn trọng kết quả bỏ phiếu vào tháng tới nếu đó là một cuộc bầu cử công bằng. Tuy nhiên, cựu tổng thống Trump không trả lời trực tiếp câu hỏi liệu ông có ủng hộ việc tăng lương tối thiểu sau khi trải nghiệm làm việc tại McDonald's hay không. Ông nói rằng, những nhân viên ở đây làm việc thật chăm chỉ, họ thật tuyệt vời bản thân nhà hàng đã đóng cửa đối với công chúng vì chuyến thăm của ông Trump. Cựu Tổng thống sau đó đã tham dự một buổi họp thị trấn ở Lancaster và xem trận đấu trên sân nhà của câu lạc bộ bóng chày Pittsburgh Steelers với New York Jets. Người phát ngôn của bà Harris, Ian Sams, nói đây là dấu hiệu cho thấy sự tuyệt vọng của ông trùm bất động sản. Tại một sự kiện vận động tranh cử ở Lancaster, Pennsylvania, ông Trump đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới bà Harris, nhưng vẫn không ngừng chỉ trích các chính sách của đối thủ.